Top 3 tướng, solo lên tà thần cực nhanh. Omen ở meta hiện nay là tương đối khá. Mặc dù đã bị giảm sức mạnh, nhưng anh chàng vẫn được người chơi đánh giá rất cao. Điều kiện để Omen bá đạo là, chiêu cuối và chiêu 2 phải sử dụng đúng thời điểm hợp lý, để tránh tự bóp chính mình và đồng đội. Pick Omen nhưng không thích solo trực diện, thì người chơi vẫn có thể sử dụng chiến thuật đẩy lẻ siêu hiệu quả, nhờ khả năng đẩy trụ tuyệt vời của vị tướng này. Yena không hot trong rank, không phải vì yếu mà đơn giản là do quá khó. Chính vì vậy, cô nàng chỉ được chơi bởi các tuyển thủ chuyên nghiệp tại giải. Ở khoản sức mạnh, Yena có thể bắt lẻ tốt nhờ khả năng soak damage ảo diệu. Hơn nữa, độ cơ động cũng giúp ích cho người chơi khi truy đuổi, chạy trốn hoặc đẩy lẻ. Nhờ bộ kỹ năng biến ảo, Yena có thể gây ra lượng sát thương dồi dào trong thời gian ngắn. Lưu ý, người chơi buộc phải canh thời điểm ra vào giao tranh hợp lý khi chơi Yena. Richter là một trong những hot pick hàng đầu tại APL năm nay, với tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối mỗi khi xuất hiện. Mặc dù mang trong mình dòng máu đấu sĩ, nhưng vị trí sở trường của hắn lại là SP, dù vậy, nếu phải đi solo thì Richter chưa ngán ai bao giờ. Richter là tướng gây sát thương hỗn hợp cực kỳ khó chịu. Độ cơ động của Richter và khả năng miễn nhiễm khống chế sát thương từ chiêu 2 chính là điểm cộng lớn của vị tướng này. Khi chơi Richter, game thủ nên núp bụi cấu rỉa trước rồi mới giao tranh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ BTV với nhé.